năm nhé. 5 năm ở đây là chúng ta yêu cầu là cái mà tạo cái kho dữ liệu, tạo cái project ở trong Visual Studio và tạo cái package đặt tên là Create DW để các em thực hiện cái tạo cái kho dữ liệu ở trong cái tương ứng với cái bài assignment này của chúng ta nhé. Đấy là cái yêu cầu của bài lớp 5. Bài lớp 5 này thì các em vẫn nộp cho cô ở trên CMSHN vào tối chủ nhật nhé. Và sáng thứ hai thì cô sẽ chấm điểm trực tiếp ở trên máy của các em ở trên lớp. Cái bài lớp 5 này là làm giống hôm qua, cũng cô hướng dẫn đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng ạ. Bây giờ các em ngồi làm đi nhé, có gì cần hỏi thì hỏi nhé. Nhớ là khi tạo các cái thuộc tính ở trong các cái bảng này thì cần phải tra lại cái dữ liệu gốc của nó là kiểu dữ liệu là gì nhé, để chúng ta chọn kiểu dữ liệu tương ứng. Thì các em bây giờ các em tạo lung tung, xong đến lúc các em làm cái phần chuyển dữ liệu từ cái cơ sở dữ liệu gốc sang cái kho dữ liệu, các em sẽ nó không chuyển được nhé, vì nó cái kiểu dữ liệu không tương thích.
Cô điểm danh nhá. Lê Đức Long Vũ, Có. Nguyễn Quốc Long, Đỗ Đức Triệu, Có. Nguyễn Huy Bách, Nguyễn Danh Linh, Có. La Ngọc Tín, Có. Vũ Nam Hải, Có. Vũ Trần Minh, Trần Gia Việt Anh, Có. Trương Quang Phước, Có. Phan Tất Duy, Cha Công Phú, Em có. Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Quang Minh, Lê Việt Hoàng, Có. Đặng Đình Sáng, Có. Nguyễn Thị Ngọc Hà, Có ạ. Dương Thành Long, Lê Sơn Hải, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Anh Tuấn, Có. Trần Anh Hoàng, Hoàng có. Nguyễn Thanh Toại, Có. Nguyễn Ngọc My, Trần Tiến Anh, Có. Nguyễn Ngọc Anh, Có. đừng danh lại nhé. Nguyễn Quốc Long, Nguyễn Huy Bách, Vũ Trần Minh, Phan Tất Duy, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Quang Minh, Dương Thành Long, Lê Sơn Hải, Nguyễn Thị Hoàng Yến, đang nghỉ nhé. Cô chào các Chào cô.